Dạ thưa cô, phim của con thì không phải là chữa bậy đâu cô. Tại vì mình chỉ là tái hiện lại một số nhân vật trong cuộc sống thôi. Ví dụ như nhà bà nữ là mình tái hiện lại cái tệ nạn là gọi là bạo lực tâm lý gia đình. Và một số những cái người mà họ thì buông đánh bán bưng quá nhiều trong cuộc sống, họ quên đi cái sự chia sẻ với con cái. Cho nên mình phải tái hiện lại cái cuộc sống của họ, cho nên mình phải mang cái gì đó thật vào phim. Đã đi xem phim là phải xem cái thật, chứ xem phim mà xem toàn những cái giả dối thì đâu còn gọi là phim nữa phải không ạ? Còn Mai lại là khác, Mai là một câu chuyện của một người phụ nữ khác, nó hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện kia. Cho nên là quý vị yên tâm là Mai sẽ là một cái tông màu khác, không có ồn ào như nhà bà nữ, là một cái mùi hoàn toàn khác. Làm gì rất là thơ và dạ vâng, lãng mạn, đôi trai gái đẹp như thế này yêu nhau mà làm sao mà vâng ạ, rất là sao chửi nhau được đúng không ạ? Cho nên hãy yên tâm nói với mẹ rằng là hãy đến với anh nhá, để anh làm cho mẹ vui lần hai, ok? Lần ba, ok. Anh tin là mẹ sẽ hạnh phúc với điều này. Và có gì nữa, câu hỏi số 1 là dạ hơn đầu tư hơn xíu là hơn nhiều. Thật sự ra mình nói cái này thì rất là xấu hổ quý vị, đôi khi là do cái nết tôi là tôi muốn làm nhiều, chứ đáng lẽ cái bộ phim này là không nên đầu tư được tới cái mức tiền đó. Tại vì nếu như với một cái kinh phí rẻ hơn người ta vẫn có thể làm được, nhưng mà do tại cái nết tôi làm nó phải nhiều, là nó tốn nhiều ngày quay. Cái tiền mà nó doi ra đó là cái tiền tốn nhiều ngày quay hơn, cái tiền phải dựng nhiều cái cảnh giả hơn, cái tiền phải mướn nhiều cái máy quay xịn hơn, và cái tiền phải trả thêm cho diễn viên anh em mỗi một ngày quay là tính thêm tiền. Cho nên là giống như quý vị thấy không, đáng lẽ cái chung cư nếu như đợt phim khác thì sẽ tận dụng luôn cái nội thất của chung cư đó, ta vô ta quay. Yeah. Tôi không chịu, tôi thích cái góc máy đẹp, tôi thích phải quay được sao cho nó đặc biệt. Tôi phải bỏ tiền ra tôi dựng lại nguyên cái chung cư khác. Đó là do cái nết khùng của tôi. Cho nên là 4-7 ngày đó. Đó, quý vị thấy không, quay quay gần 2 tháng trời. Cho nên là nó do là do ra cái tiền đó đó. Cho nên là nó cũng gần 50 rồi. Là một bộ phim tình cảm mà với giá đó thì hơi không hợp lý cho lắm, nhưng mà thôi, coi như là vì lâu lâu mình muốn làm cái gì đó để mình đền đáp lại cái tình cảm khán giả nó dành cho Thành và bố già và nhà bà nữ, cho nên Thành ráng làm tốt nhất có thể để quý vị xem những cái thước phim đẹp nhất Thành muốn như vậy trước, để cho nên tới đâu hay tới đó đi. Tại vì cái nương làm phim nó kỳ quá, nhưng mà hy vọng là cái nương này thì sẽ mang lại cái chất lượng đúng như quý vị kỳ vọng. Dạ. Chỉ dám nói như vậy thôi. Dạ. Yeah. Còn một ý nữa là cái khó khăn gì hơn so với lại hai cái phim trước đây không ạ? Khi mà mình thực hiện. Ồ, mình thấy là khó chứ, khó lắm. Tại vì cái phim này nó nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp lắm và nó đặc biệt lắm, nó lạ lắm quý vị ơi, nó không có giống những gì quý vị đã xem trước đó đâu. Cho nên quý vị cứ đứng xem rồi quý vị biết, tại vì nó phức tạp lắm và Thành phải làm việc rất là nhiều, đặc biệt là với hai diễn viên chính. Tại vì đây là lâu lắm rồi Thành chưa làm cái phim tình cảm, phim về yêu đương. Cho nên tôi rất là thích làm ra một cặp nam nữ chính mà quý vị xem, quý vị tin là họ yêu nhau. Cái thứ hai